Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 5 đã ra hai trận bán kết lượt về Europa League mùa giải 2020-2021 giữa AS Roma với Manchester United và Arsenal với Villarreal. Ở trận đấu giữa Roma với Manchester United, huấn luyện viên Solskjaer không có nhiều thay đổi về nhân sự. Bên phía Roma, đội chủ nhà ra sân với những quân bài tốt nhất của mình. Do đã thất bại 6-2 trong trận đã đi, nên AS Roma cần thắng đậm Manchester United để lật ngược thế cờ. Do đó, đại diện của Italia đã dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Roma đáng lẽ ra phải ghi tới 2-3 bàn thắng với số cơ hội mà họ tạo ra chỉ trong 15 phút đầu tiên do cách chơi khá nhuyễn cộng thêm sự mất tập trung của khá nhiều cầu thủ Manchester United. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn De Gea đã giúp Manchester United liên tiếp thoát nạn. Do dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nên Roma để lộ khá nhiều khoảng trống ở phía sau. Phút thứ 39, Cavani phá bẫy về vị thành công sau đường truyền của Fred ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Sau bàn thua, AS Roma điên cuồng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đại diện của Italia bất lực trong việc ghi bàn trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Solskjaer gây bất ngờ khi thay cả Wan-Bissaka lẫn Luxor ra khỏi sân, và dường như điều đó đã khiến hàng thủ của Manchester United bắt đầu lóng ngóng với các pha đánh biên. Ở phút thứ 57 và 60, De Zico và Cristante đã ghi liền hai bàn thắng cho Roma. Thậm chí, AS Roma có thể ghi thêm hai bàn thắng nữa ở những phút kế tiếp, nhưng thủ môn De Gea đã xuất sắc cứu thua cho Manchester United trước hai pha dứt điểm liên tiếp của De Zico và Pirlo, lẫn dùng chân cản phá cú đệm bóng cận thành của Mkhitaryan. Các chân sút của Manchester United tỏ ra vô duyên ở trận đấu này, mà tiêu biểu là Greenwood với những pha đá chạy cầu dọc ở tư thế đối mặt với thủ môn ở phút 66. Nhưng Cavani thì không, chỉ 2 phút sau, tiền đạo này đã phá bẫy về vị thành công để đón quả tạt của Bruno Fernandes, sau đó đánh đầu gỡ hòa 2 cho Manchester United. Bàn thắng của Cavani như đảm bảo cho Manchester United không bị ngược dòng và họ đã bình tĩnh hơn trong những phút tiếp theo của trận đấu. Trong thời gian cuối trận, Zalewski đã ghi bàn định tỷ số 3-2 cho AS Roma sau một cú sút đập chân chạy lét xuyên qua hàng của De Gea bay vào lưới. Manchester United vẫn đi tiếp nhờ thắng với tổng tỷ số 8-5. Ở trận bán kết cùng giờ còn lại diễn ra giữa Arsenal với Villarreal diễn ra trên đất Anh, Arsenal buộc phải thắng đại diện của Tây Ban Nha với tỷ số 1-0 để giành vé đi tiếp. Mặc dù thi đấu rất cố gắng và tạo ra những cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của pháo thủ lại không tận dụng thành công. Sau 90 phút tranh tài, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Chung cuộc sau hai lượt trận, Villarreal thắng với tỷ số 2-1 để giành vé vào chơi trận chung kết. Như vậy, trận chung kết Europa League mùa giải năm nay là cuộc so tài giữa Manchester United với Villarreal. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và bạn có đánh giá gì về kết quả của hai trận đấu này và dự đoán đội sẽ giành chức vô địch Europa League mùa giải năm nay? Hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.